Tiếp theo combo 95 nha quý vị, 10 cây cái lon bò cụm tỷ lệ ha, 10 cây 200 bao cái ship toàn quốc nha. Anh chị em nào mua vô lòm chuyển khoản trước 100k ha, còn lại shipper thu hộ nha. Cái chậu này cao quá tôi cắt gọt lại nha, rút cái chậu ra nha. Cây này cây quái nha quý vị, có cây một cái chen ra đây cho quý vị nha, với cây này quái à, siêu già luôn, thành phẩm luôn hả quý vị ha. Con cây này thôi, rồi một cây nha, cây số 2 nè. Đó, mấy cái này già lắm rồi nha. Số 3 nè, có thụ gom nhỏ ha, cây này không cũng đủ vốn rồi nè. Số 4 nè, số 5 nè, siêu vi di lùng luôn nè. Số 6 nè, số 7 nè, 8 nè, 9 nè, cây số 10 nè. Đó, rồi xuống luôn nha quý vị, còn 5-6 ngày nữa chia tay nha quý vị, 20 ngày sau bán lại nha quý vị, xuống luôn quý vị ơi.